ok, bông giấy nha, bonsai bông giấy nha. Cái gì nhớ tôi mới hỏi ông chủ nói cái loại này á không có trồng trong nhà được, chỉ có trồng ngoài trời thôi. Trời nó ra đẹp quá nè. Wow, đẹp quá. Cái cây này giống nhà không nè? Ừ, bông lồng đèn nè. Wow. Trời trời Golden West nha, tới thăm hàng con trai của ảnh. Bông đẹp quá. Vô hỏi thăm chút. Cạnh bên tôi là cái nhà gian hàng người Mễ. Cái nhạc rất là du dương, tôi thích nhạc Mễ lắm. Nhạc Mễ Rico rất là du dương. Ok, chào trời Golden West, California. Quá đã bác Thành. Quá đã không? Đã. Bên New Orleans làm gì có mấy cái vụ này?